ngon quá. Cái gì đó? Em đang lau dọn nè. Lau dọn cái gì? Bạn. Lấy cái khăn lên coi coi. Dạ. Ừ. Nè. Trời đất ơi. Anh nói em bao nhiêu lần rồi. Không có được ăn me. Sao ăn hoài vậy? Em thèm. Thèm cái gì mà thèm? Anh nói rồi. Ăn me thì sẽ không thể đẻ được con trai. Muốn đẻ sanh được con trai là phải ăn ngọt. Hiểu chưa? Cái gì vậy anh? Đây. Con trai con gái á, là bác sĩ người ta nói rồi, là đâu phải là do cái chuyện ăn uống đâu, nó ở trong cơ thể mình rồi. Con trai thì con trai, mà con gái là con gái thôi, đâu có thể nào thay đổi được. Đâu phải do ăn uống đâu mà anh cứ ép ăn đồ ngọt hoài, sao em ăn nổi. Ăn đồ ngọt nhiều mập á hả? Lên cân thì tiểu đường không có tốt đâu. Nè, bây giờ anh hỏi em một câu, em có nghe lời anh hay không? Thôi được rồi, mệt quá. Vợ bầu bí không thương thôi, mới đi về cái la người ta rồi. Là sao không là? Đâu có rổ me đâu. Đâu? Chi vậy? Đưa cho anh. Giấu nè. Hả? Giấu chờ anh đi ăn tiếp hay sao? Không được ăn rồi chưa? Trời ơi. Cái gì? Cái gì đây? Anh mua đồ cho em nè. Đó. Đó, kẹo nè, thấy không? Đó. Cái gì vậy anh? Bánh nè, thấy chưa? Đủ loại bánh hết á. Tha hồ mà ăn. Đó. Cái gì? Em cứ ăn hết cái này cho anh. Đó. Bánh kem là kẹo nè, chưa? Đó, kẹo có dâu nè. Rất là ngon, thấy chưa? Trời ơi. Đây, đây, đó, đường hoàng đặc biệt. Thấy chưa? Ăn là bổ dưỡng nha, em ăn là tinh thần em sẽ sáng suốt. Đây, còn nữa nè. Đó, đây nè. Đường bon su siêu sạch nè. Chưa hết. Ăn cái này á thì sợ nó là em sẽ bị cổ nó khô, đúng không? Có nước uống đó, thấy chưa? Thôi được rồi, thôi được rồi, thôi. Anh đừng có bày ra nữa. Em nhìn thấy đường ha, trời ơi. Em ngán lên tới tận cổ. Em phun ra đó, anh nghĩ sao mà anh bắt em ăn đường, nguyên một bịch đường. Trời ơi, anh ơi, em không thể nào mà em ăn đồ ngọt nổi như vậy đâu. Anh bắt em phải ăn. Ngán em không được quá, cái. Không ăn nổi. Sao ăn nổi? Cái này có gì đâu mà khó ăn. Trời ơi, em nhìn em cứ cãi anh hoài. Em mệt quá. Mệt gì mà mệt. Đó, mệt là tại vì thiếu đường nên mới mệt. Được chưa? Ăn đi. Nè, ăn nè. Ăn không? Anh mở thôi, cái thôi, 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 được rồi, thôi được rồi. Thôi được rồi. Ừ. Từ từ rồi em ăn ha. Ừ. Bây giờ em nói nghe nè. Sao? Chiều nay á, em kho cá cho anh ăn nha. Chịu không? Sao em giỡn hoài vậy? Em biết anh là không thích ăn cá kho mà. Em quên. Vậy thôi, chiều nay á em cũng giục luôn cái bộ cờ tướng này, cái em mua cho anh một bộ cờ lô tô nha. Quậy mà. Anh thích đánh cờ tướng đâu thích chơi lô tô đâu. Anh cái gì thích... sở thích của anh em đừng có gì mà bắt anh sửa hết trơn. Anh thích đánh cờ tướng, anh không thích chơi lô tô. Anh không bao giờ thích ăn cá kho. Đúng. Đó là sở thích của anh. Thế sao? Vậy thì đây không phải là sở thích của em, mà sở thích của em đó là ăn me, ăn đồ chua, anh hiểu không? Trời ơi. Đưa đây. Tại sao á? Em gài anh phải không? Tại vì anh á, anh lúc nào cũng bắt người ta theo sở thích của anh. Còn anh thì không cho người ta được làm những gì theo sở thích của người ta. Nhưng mà anh là chồng em, anh nói em phải nghe. Nhưng mà em là vợ của anh. Em cứ cãi anh hoài vậy hả? Thôi em không cãi với anh nữa. Bây giờ em đi ra chợ nè, em mua một xe me về em ăn luôn. Cái gì không vậy? Không nói chuyện với anh nữa. Em không nghĩ cho mình, em không nghĩ cho con mình chứ. Vợ ơi, gì không nói không bao giờ nó nghe. Tùng ơi, Tùng, có nhà không con? Tùng ơi, Tùng, Tùng ơi. Xin lỗi, lộn nhà rồi. Ôi, xin lỗi chú nghe, lộn nhà. Chứ không phải. Ủa, nay chú không có đi quay phim hả? Sao chú ở nhà vậy? Hả? Dạ. Xin lỗi, tôi tưởng nhà cháu tôi. Xin lỗi nghe chú Tài. Thôi chú. Hả? Sao mà nhìn mặt chú quen vậy? Hả? Dạ. Phải... Chú Tư phải không? Dạ đúng rồi. Ủa trời ơi! Chú biết tôi luôn hả? Con Tùng nè. Tùng nào?
Tí Tùng, cháu của chú. Trời ơi, cháu ruột cháu của chú mà chú không nhận ra là chết rồi. Mày đó hả Tùng? Dạ. Trời ơi, sao mày đập nát mặt mày làm giống y như ông Chí Tài vậy trời? Trời ơi, giống thôi gì đập phát mà. Trời ơi, hồi nhỏ đó là gia đình thấy mày hao hao giống ông Chí Tài thôi. Mà không ngờ bây giờ mày đi đập nát, gắn thêm cái mụn ruồi ở đây nữa trời đất ơi. Tao vô tao tưởng tao lộn nhà ông Chí Tài không à. Trời ơi, sao vậy? Sao mà treo hình ổng tùm lum vậy? Thần tượng ổng, thần tượng sanh con trai mà giống ổng. Trời mày đi đâu ghép hình vô để sợ. Ổng ơi, lộn nhà rồi, đi ra đi đứng quậy vậy. Đâu có lộn nhà, nhà của nó. Vậy hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Ủa, ai vậy? Thiếm tư mày chứ ai? Vậy hả? Ờ. Sao đi giống khét quốc vậy? Bà nói này bà mới giống mày nè, đó. Mặc dù tao là chú ruột của mày, nhưng mà bà đáng lẽ phải là thiếm cô ruột của mày thì đúng hơn á, bả cũng đi đập nát cái mặt bả nè. Ủa sao vậy? Mặt bả đó là mặt mâm mà giờ nè thành mặt chữ Y luôn, thấy rõ ràng không? Chữ Y người ta gọi là V lai. V đâu mà V? V người ta có cái hình vậy, còn bà là nó tuột xuống vậy, bà là Y lai. Hai bên họ biết, họ biết cái mặt Y như là chữ Y vậy đó. Thôi thôi, mời chú Thúy ngồi. Tao đã nói mày rồi, mày có mê con trai thì mày mê, nhưng mà nó nghe nè, đừng có để. Sao vậy? Mày cắt cái hình ai đẹp đẹp chút xíu, cắt hình cha Chí Tài mày để lên, con mày mà nó đẻ ra mà nó già kiểu này là tao chạy trước á, mày hiểu không? Chú cứ vậy hoài, chú giỡn không à? Trời ơi, trời dễ ơi, thương mà. Trời ơi, may quá là may, ông Chí Tài ông không biết mày, ông mà vô đây cái là ông sợ luôn đó, mày hiểu không? Mày cho ông trần truồng hết trơn tội vậy nè. Trần truồng, trần truồng. Con đứt cái gì? Ghép hình. Tội quá. Đây này, ngồi. Dạ, dạ, mời Thiếu ngồi. Sao mặt trầm buồn vậy? Không, hả? Thì vào nhà cảm thấy ngôi nhà nó quá sang trọng và nó rất là hợp với dáng em. Em thì ơi. Bà nội, bà với Cà Mau chứ phải bà bên Mỹ, bà về ha. Bà nói tiếng Việt thẳng cho tôi. Nghe chưa, đứng thẳng lên. Đứng thẳng không có được, nãy giờ cố gắng dữ lắm á. Sao vậy Thiếm? Sao vậy? Nặng quá. Kêu bà làm sợi dây chuyền á, khoảng mấy chỉ thôi. Dạ. Bà chơi bà dến cho mày 12 cây. Ủa vậy? Đi ra đường á, ha, cướp nó chặt cái đầu bà đó, bà không còn cái miệng để ăn cơm cho bà hay. Nguy hiểm lắm thiệt. Vô duyên quá. Nè, bây giờ có đem đồ lên tặng cho con. Dạ. Thiếm tặng cho con cốc ổi xoài nè, ở dưới quê cây nhà lá vườn nha. Đúng rồi, vợ mày có bầu đúng không? Nghe nói nó thích đồ chua. Hai vợ chồng ta đem đồ chua lên cho nó. Đúng rồi. Trời ơi, chú Thiếm ơi, khổ quá. Con đang có cái lệnh là cấm ăn chua. Sao vậy? Kêu vợ con phải ăn ngọt, có đẻ được con trai mà cô chú Thiếm đem ba cái thứ lên làm cái gì? Tôi giết con rồi. Why? Cà Mau. Gì? Bà là Cà Mau. Bà mới đi học tiếng Anh có 2 ngày về nói tiếng Anh không à. Tại sao? Không có được uống rượu. Ủa, nói gì? Why gì đó? Không phải. Bà nói why, bà nói tiếng Anh là tại sao. Tại sao? Trời ơi, phát âm không có rõ mà cũng bày đặt nữa bà ơi. Nè, mày nghĩ sao vậy? Hả? Tự nhiên mày ép vợ mày cho ăn đồ ngọt hả? Dạ. Không cho ăn đồ chua? Không cho ăn đồ chua. Why? Tại sao? Tại sao? Người ta nói là ăn đồ ngọt thì sẽ con đẻ con trai à. Còn ăn đồ chua thì sẽ đẻ con gái à, mà tí muốn con trai. Mà tí dụ nó đẻ con gái thì sao? No. Hả? Trai gái gì cũng như nhau à. Con nào cũng là con. Ừ. Con trai cũng là con. Con gái cũng là con. Con bóng. Gì vậy trời? Thiếm nói cái gì vậy? Trời đất ơi, bà này bà muốn, bà muốn nó đánh bà coi như là bòm đầu hay sao vậy? Tự nhiên chưa quên. Gì trù con nó, con bóng là sao? Con tôi bãi. Quên. Trời ơi, Thiếm nói nửa câu rồi chú nói nguyên quạch tẹt rồi. Chết rồi. Thôi được rồi, hai chú cháu lâu ngày gặp nhau nói chuyện đi nha à. Để Thiếm đem đồ vô trong à. Rồi Thiếm có con gà, Thiếm làm cơm cho cả nhà mình sum vầy với nhau. Ok. Như là bà chưa uống thuốc hay sao á. Sao Thiếm đi chậm quá vậy Thiếm? Bà sắp chết rồi đó mày. Ngày nào Thiếm đi vậy? Bà ngày nói gì? Ban đêm ta đang nằm ngủ, bà cứ lướt qua lướt lại mấy lần tưởng ma không vậy đó. Bà nghe là chết. Bà nói mày nghe, mày đừng có cái tánh đó, hiểu không? Đừng có cho vợ mình ăn ngọt quá, ăn cái gì mà nhiều quá là nó không có tác dụng mà nó sẽ có cái hại trong đó, hiểu không? Ví dụ ăn chua nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn ngọt nhiều quá cũng sẽ có hại, ăn mặn nhiều quá là sẽ phù thủng giống như mày, hiểu không? Mày nhìn đi, mày bao giờ không có soi gương hả? Mặt mày bây giờ y như mặt mâm. Mặt gì đâu mà thiệt tình đấy nè.
đem cái này lên cho vợ mẹ nó ăn, đừng có ép nó, thấy không? Sở thích nó muốn ăn cái gì nó ăn, sanh con trai con gái cũng giống nhau thôi. Trời đất ơi, xoài chú mua gì nó có mấy chục dữ vậy? Trời, tao tính hốt hơn nguyên một chợ đem lên á, nhưng mà chú ơi, chú dẹp cho con đi. Dẹp cái gì mà dẹp? Cái gì mà dẹp? Con nó không cho nó ăn chua rồi mà chú cứ bỏ lên ngoài. Bỏ nó lên cho con đi. Để ngọt vô. Dẹp hết ba cái đồ ngọt. Nó muốn ăn cái gì nó ăn, nghe không? Hồi xưa tao ép bà đó. Tao thích con gái đó. Tao thích con gái. Rồi chú cho ăn cái gì? Ăn đồ chua. Ép bà. Ép quá ép vẫn sanh ra con trai, nghe không? Thằng con đầu lòng của chú là con trai, thấy không? Mà đừng có ép. Chắc là chú sao rồi chứ không có chuyện đó đâu. Sao gì? Tao nói thôi giờ nè. Gì? Con với chú lâu ngày rồi không có chơi cờ tướng ha. À, bây giờ chú cháu mình làm dáng đi nha. Được không? Chơi cờ tướng hả? Cờ tướng. Ủa sao này mở sao vậy chú? Rồi. Đó, lấy ra đi. À, chú có vẻ chuyên nghiệp quá ha. Chuyên nghiệp cái gì? Đâu? Rồi, xếp vô chú. Chú lấy con đỏ đi ha. Mày màu xanh phải không? Dạ. Rồi, sắp cờ đi. Ui. Dạ, dạ. Cái gì vậy? Trời ơi, ông tướng mà mày sắp ở đây là đâu có đúng. Ông tướng mà mày sắp từ lưa vậy? Chú ơi, chú làm sao rằng cờ tướng bằng con được? Ông tướng phải đứng ở chỗ này. Mày nghĩ sao ông tướng là phải tiến lên trên chứ? Tướng gì mà núp tướng gì? Hiểu gì trên đây? Tướng cướp thì nó phải núp. Trời đất ơi, triều đình bắt nó làm sao? Cha ơi là cha, đây là cờ tướng. Tướng sĩ tượng là quân sĩ triều đình, chứ không phải tướng cướp. Mày điên à? Tướng cướp cái gì? Tướng là phải đi đầu, hiên ngang dẫn đầu. Con nói là tướng đứng đây. Tao nói tướng đứng đầu. Con nói tướng đứng đây. Tướng không có núp, tướng phải ở đây. Con nói tướng ở đây. Tao nói ở đây nha mày. Tại sao mày cãi nó gọi thằng lùn? Mày kêu ai là thằng lùn nữa, thằng mặt mâm hả? Trời đất ơi, bây giờ mày sao hả? Mày hỗn quá trời quá đất các bạn. Không phải, nhưng mà tại vì giai dế là con kêu chú là chú thôi, chứ thật ra là tuổi của con là lớn hơn chú 2 tuổi mà. Lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà ông nội của mày là ba ruột của tao. Tao ra đời sau, nhưng mà tao là con của ông nội mày lận. Mày hỗn hả mày? Mày hỗn hả? Hả? Bây giờ sao? Mày muốn tao quậy nát cái nhà này không? Hả? Thôi tao quậy cho mày coi. Hả? Tao quậy sang bằng cái nhà này luôn nè. Con cháu gì vậy mày? Hả? Mày im đi thằng Lâu. Con la hả? À, xin lỗi. Xin lỗi đi, chú làm con bị bức xúc quá. Trời, tức quá. Trời ơi, tao ra đời sau nhưng mà... Tao ra đời sau nhưng mà tao vẫn là chú ruột của mày. Dạ, con xin lỗi chú. Con lỡ lời được chưa? Khổ quá vậy, đánh cờ. Ngồi xuống mày! Mày tưởng mày bự hơn tao mày ngon hả đây? Mày là cháu tao cho mày! Mày kêu tao lùng nữa, tao giả tét mày như mày! Bây giờ chú đứng con có thấy chú cao nè. Ngồi xuống đi chú. Ờ, lùng trở lại rồi đó. Thôi nha. Thôi nha. Giỡn chơi mà chú làm dữ. Giỡn cái gì mà giỡn. Rồi. Đánh ham, bởi vậy tao nói ha, cờ bạc á là lúc nào cũng vậy hết trơn á. Yeah. Ha, hay là nó sanh ra coi như là sang bằng, không còn là chú cháu tôn ti trật tự vậy đó. Dẹp, không có chơi nữa. Lâu ngày không gặp rồi. Lâu quá rồi, hồi xưa hồi lúc còn nhỏ á, tụi mình hay chơi năm 10 nè, hay chơi quảnh tù xì nè. Ây giờ chơi quảnh tù xì đi. Cái này vui, quảnh tù xì vui nè. Quảnh tù xì tát nát mặt đi. Thôi. Đứa nào thua là bị tát thôi, nát thôi, mặt. Thôi chơi nó hại da mặt lắm, nó ảnh hưởng tới sắc đẹp lắm. Bơm quá phải không? Mày bơm quá, mày sợ tát văng silicon ra ngoài phải không? Có chú ơi. Hả? Mặt con này là nó mặt tự nhiên mà. Cái gì vậy nè? Giờ chơi gì ra, ăn gì đây, vô cho vui nè. Ê. Quảnh tù xì ăn me đi. Đứa nào thua ăn me. À, cũng hay. Ăn hết để cho vợ con khỏi ăn. À, đúng rồi. đúng rồi. Giờ quảnh tù xì nha. Không ai cho ăn da nghe mày. Không ai gian á. Rồi, thua là phải ăn một trái nha. Rồi. Bắt đầu rồi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3 Ăn. Ngon lắm con. Mê dốt. Tao nhìn không hai hàm răng, tao muốn đi du lịch. Ê, hết trơn. Ăn. Nhai mày. Nhai mày nuốt đàng hoàng. Rồi chơi tiếp con. Đó, ừ, đúng rồi. Rồi xong. Mau khai.
chơi nữa. Sao vậy? Chú chơi ăn gian quá. Làm gì ăn gian? Nó ra cái búa hoài vậy. Ủa, ai biểu mày ngu mày ra cái kéo hoài làm chi? Mày biết người ta ra cái búa hoài thì mày ra cái khác đi. Ai biểu mày ngu mày ra cái kéo, đúng không? Được rồi, chơi tiếp. Chơi tiếp không? Chắc chắn là cái búa đó nè. Chứ sao? Bắt đầu. 1, 2, 3. Cái gì kỳ vậy? Tao biết thế nào mày cũng ra cái bao à. Này, ăn đi bé yêu. Ô, một rổ me bé đã xài hết luôn rồi. Ăn đi, ngu mà ngu, ngu từ nhỏ tới lớn ngu. Biết người ta ra cái búa, ra cái bao là người ta sẽ ra cái kéo, mình phải ra cái búa. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu. Còn chơi nữa không? Ủa? Thôi còn cái chơi nữa đi, chơi nữa. Con chào chú. Ủa con? Trời ơi, chú Tư bữa nay đi đâu mà bảnh tỏn quá vậy ta? Chú đi ăn đám cưới. Trời ơi. Ngồi từ từ, ngồi từ dạ, từ. Dạ, dạ. Nghe nói con có bầu phải không? Dạ. Chú tiến đi ăn đám cưới, xong rồi ghé thăm con luôn. Dạ. Mà bữa nay tao vui, trong lòng tao nó vui vậy. Ủa sao vậy chú? Có một cái cảm giác rất là sảng khoái luôn con. Chú mới trúng số phải không? Không có, còn hơn trúng số nữa. Ủa, rồi sao vui dữ vậy? Mới vừa tàn sát thằng chồng mày. Ủa, là sao nguyên chú? Nguyên một rổ me, chơi quảnh tù xì, đứa nào thua ăn me, nó ăn còn con trái. Cười hoài. Con trái thì chơi luôn đi, biết đâu tao ăn. Thua, đâu ăn. Coi chừng tao ăn nó trả thù. Trả thù, phải không? Còn cái nè, nha, suy nghĩ kỹ nha. Chơi chú luôn. Suy nghĩ cho kỹ nha. 1, 2, 3. Lê, lê. Nguyên siêu thị me mày ăn hết luôn rồi đó. Trời ơi chú ơi, con nhìn ảnh ăn me mà con sướng gì đâu á chú. Tại chú Tư biết sao không? Tại vì ảnh cấm con ăn me mà chú Tư. Chú nghe rồi. Anh không cho con ăn me, thành ra bây giờ anh ăn me là con đã lắm luôn á. Nãy giờ chú la đó, không có được ăn cái gì quá lố. Dạ. Không có được ăn đồ ngọt quá nhiều cũng không nên. Ăn chua quá nhiều cũng không tốt, mà ăn mặn quá nhiều cũng không được. Dạ. Không? Mà con đang có thai, con cũng vậy nữa. Không? Con lúc nào con thèm quá thì con hãy ăn. Con đừng có ăn lố quá là cũng không có tốt, con hiểu chưa? Dạ. Đó, con... hiểu chưa? Mày ăn hết nguyên một siêu thị me nè. Ăn cơm đi. Thiển ra còn. Ai vậy? Thiển còn đó. Con nhìn một cái mà con đứng hình luôn đó. Có ai phụ tôi không? Dạ dạ dạ. Trời ơi thiếp lấy ơi. Ra. Sao mà dạo này thiếp Tư khác dữ vậy nè? Bà chơi thân với thẩm mỹ viện đó con. Thiếp càng ngày càng trẻ đúng không con? Đó là lý do mà mới vui như vậy phải không? Không con. Vui là ở đây. Hồi nãy giờ tàn sát chồng mày thấy vui, bà xuất hiện cái tao thấy tao thảng thốt. Từ nãy giờ tôi bên trong mà tôi nghe hết đó. Ông chơi xù xì với nó phải không? Ừ. Ông thắng nó đúng không? Nó thua ông chứ gì? Ừ. Nó ngu quá. Chứ gặp tôi mà tôi thua kiểu đó tôi cào mặt ông rồi. Ừ. Mày nghĩ sao mà mày cứ ra một cái này phải đổi liên tục. Mình phải có cái đầu, mình phải suy nghĩ chứ con. Thiệp. Thiếp nhỏ hơn con 12 tuổi đó. Nó đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Mặc dù vai vế là bà là lớn hơn nó. Nhưng bà tuổi á, bà thua người ta tới mười mấy tuổi lần đó. Nhưng mà vẫn làm thiếp người ta. Thiếp nhưng mà xưng hô tên tuổi đàng hoàng dạy bà bao nhiêu lần rồi. Hả? Thần kinh không có ổn định. Sáng chịu uống thuốc, bà không uống thuốc. Chú Tư bình tĩnh đi chú Tư. Để mình nạt nộ bà mới chịu. Lúc nào la bà mặt bà cũng như mặt bàn vậy đó. Không phản ứng một cái gì hết trơn. Từ ngày sửa cái mặt xong rồi, mặt căng ra không còn cảm xúc. Giờ không biết trong lòng là vui hay buồn nữa đó. Tư. Này thì vui hay buồn vậy? Vui lắm. Trời ơi. Cái gì vậy Tư? Đang rất vui, tại vì ông dạy đúng quá mà tôi đang rất vui. À, đó vui đó thấy chưa? Mày căng quá mà. Nếu bỏ căng. Như vậy buồn sao thím Tư? Đó bà đang buồn đó. Ủa sao nó giống y chang vậy? Cơ mặt bị chết rồi con. Trời ơi, khổ quá. Thôi ăn đi.
giờ bỏ đi, bây giờ mình vô cái vấn đề chính này, mình ăn uống đồ đàng hoàng, con có bầu đó nghe không, con phải ăn uống đàng hoàng nghe không con. Nhưng mà sẵn á, có thím Tư với lại chú Tư ở đây á, nói với chồng con giùm con một tiếng đi, tối ngày bắt con ăn đồ ngọt hoài à, ăn từ sáng tới tối, bắt con ăn nguyên một cái bọc đường làm sao mà con ăn nổi. Ảnh á, là ảnh nghĩ rằng á, là ăn đồ ngọt á, thì mới có con trai, còn con thèm chua là chỉ đẻ ra con gái thôi hà. Thì hồi nãy thím cũng đã nói nó rồi, con trai con gái gì cũng là con của mình hết. Dạ. Con trai cũng là con gái cũng là con bóng. Trời đất ơi. Sao tự nhiên không chịu ngăn cái mặt của tôi lại, cái miệng của tôi lại, biết tôi nói bậy rồi mà để tôi nói hết. Có miệng bác kìa, bây giờ nói chuyện cũng không có thoải mái được. Hồi xưa miệng rộng á thì kệ nó đi, đi mai ở phía trong rồi nè, mai lại rồi giờ nói chuyện á, nói mở miệng không được. Bực mình ra. Sáng chịu uống thuốc không uống. Vậy con xin phép vô trong. Anh đi đâu giờ này, đi đâu giờ này, là giờ ăn uống rồi nè. Ăn cái gì? Không ai chua nó có cái tác dụng đó. Ăn chua uống nước mặn mặn bây giờ sao nó hoài. Trời ơi. Thấy chưa, mày thấy ăn một cái món gì đó mà nó quá lố thì nó sẽ gây tác hại chưa anh ơi? Nói xong chưa anh ơi? Anh nó yếu quá rồi con, dẫn nó đi đi con ơi, để em vô nó thôi. Anh hả? Trời ơi anh có sao không vậy anh? Sắp vô toilet vẫn có bông rồi phơ. Ôi nè, nghe em nói đây nè, bây giờ nè có bắt em ăn đồ ngọt để có con trai nữa hay không? Không. Hứa rồi chưa? Anh hứa có cô chú làm chứng. Thôi cho nó đi đi, nó chịu hết nổi rồi. Đi đi. Cảm ơn. Khoan khoan, để thím nói với con một lời nè. Dạ, lại có đây. Nhiều thím, thím nói ra lẹ giùm con thím. Đáng đời. Trời ơi, có vậy thôi à. Tôi nhờ chồng lấy đi. Chạy vô lấy giùm tôi đi. Trời, ta đang theo trang chữ thập mà. Có lấy không? Lấy đỡ mấy cái kim đi. Kim làm gì? Kim kim đóng cũng được hả? Mà đất ơi. À, gì vậy? Tôi không có biết ba má tôi vướng cái nghiệp chướng gì, cái oan nghiệp gì mà tôi gả tôi cho ông à. Nghiệp chướng gì? Trời ơi, lấy được trai đẹp nhất vùng sướng muốn chết. Gì? Trai đẹp hả? Tôi nè, trai đẹp nhất vùng mà rước về là ôi mệt quá, trai đẹp giờ nó ấy hết rồi. Ấy là cái gì? Ông qua đây tôi nói nè, ngồi đây tôi nói nghe nè. Ông qua đây, ông đẹp trai đúng không? Ông có bị cái xíu gì nữa không? Cái gì? Thôi không có đi học múa, đâu có múa đâu. Đó tôi làm ca sĩ không mà. Không, cái ấy xí thôi. Cái gì? Ba đê mệt quá. Trời ơi, ba đê dám đâu. Tôi hỏi bà nè, bà có bán bột giặt không thì có. Không. Bột giặt ôm ô có không? Không. Con gái gì đâu, tối ngày đóng đinh, đá banh. Trời ơi, SEA Games sắp tới kìa. Đăng ký đi đi. Trời đất ơi. Đáng lẽ ông con trai là ông phải làm cái này nè. Ông làm cái này nè, còn theo thù là của tôi. Bây giờ tôi phải làm hết. Tôi tức rồi, tôi đi ngủ. Tôi ngủ, tôi mơ làm sao mà tôi thức dậy hết. Tôi làm đàn ông, còn ông á, ông làm đàn bà. Trời ơi, lúc mà bà làm đàn ông á, chắc chắn là bà không có cửa với tôi rồi đó. Ngủ đi. Mệt quá. Ngủ đi. Ngủ đi. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre. Làng bên băng qua kinh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng quê cầu tre. Yeah, để lòng ai quên hết đau nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tắt tịch tình ta.
tình rằng nhớ ở đây. Thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi. Qua cầu, qua cầu, qua lấy chồng làng bên. Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi, ai đem tình gieo trải khắp miền. Lòng cậu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay, trăng sông xanh nhớ nhịp cầu duyên. Cậu ơi, ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mãi cho nhiều sông càng đã mòn, chỉ câu biết muôn kiếp vẫn còn. Lẽ hai đứa mình ghê quá, thì ghê quá à. Không lẽ ai đem bắt nhịp câu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Câu tre tắt tắt tình ta, câu tre tắt tắt tình tình rằng nhớ ở đây. Qua cầu, qua cầu, thưa rằng thưa rằng thưa, qua cầu nhớ bài. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cậu ơi, ai đem tình gieo trải khắp miền. Lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng sông xanh nhớ nhịp cầu duyên. Cầu ơi, ai đâu quên những chiều thân tiên. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, chỉ câu kia muôn kiếp vẫn còn. Lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn, chỉ câu kia muôn kiếp vẫn còn. Chỉ câu kia muôn kiếp vẫn còn. Chỉ câu kia muôn kiếp vẫn Dạ, gì anh? Ủa anh chưa nói mà cười gì? Ủa em thấy anh cười, em cười theo, em có biết gì đâu. Trời, anh định kể cho em một câu chuyện buồn đó. Ủa vậy đó hả? Vậy chuyện gì anh ơi? Sao buồn quá vậy anh? Ủa chưa kể mà. Thì buồn thì phải khóc trước chứ. Ờ thôi bình tĩnh đi, bây giờ anh kể chuyện rồi khóc hay cười là do em nha. Bây giờ hôm qua anh mới xem một cái tiểu phẩm rồi nó vui vui ơi là vui luôn. Vậy đó hả? Tiểu phẩm gì vậy anh? Kể liền cho em nghe đi. Anh quên rồi.
Ôi sao anh đâm hơi quá anh Toàn ơi, em đừng có em chắc em đi về quá à. Thôi đứng lại, không làm mất thời giờ của em, tại vì em đi về sẽ rất mất thời giờ rồi em quay lại nữa. Dạ. Đúng không? Đó cho nên thôi em cứ đứng yên đây, anh mời em và quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm chuyên án kỳ cục của Phạm Tân và Quỳnh Tuấn Anh, với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Dân, Hà Linh, Phương Dung, Thúy Nga, Lê Khâm và La Làng. Ý bậy. Ờ và La Thành. Ờ trước sau cũng thành La hả? Con qua bên kia, ấy nè. Ông sao tôi cho heo ấy đâu bảo cái heo bà ấy là sao vậy bà ấy? Nhìn bà nội. Trời ơi thì giờ ranh giới ai chỗ đó người ta làm đi. Rồi tự nhiên cái gì mần kia rồi chen với tôi rồi giờ la tôi vậy? Dạ? Bắt em! Dạ. Bắt em! Bắt quả tang! Bắt quả tang! Dạ, 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 cô lính đừng bắt quả tang. Chỗ nào? Mèm ơi! Anh lính hả? Trời ơi sao mà để tóc dài phủ phê tưởng là đàn bà không à? Im đi! Hai người giữ nguyên hiện trường. Nó nghe nè, lính 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 sao mà lính lính kỹ kỳ vậy lính? Mấy bà, tao ba cái hiện trường này thấy ghê hả? Nó ấy ở đây, nó ấy ở đây thì đứng đây được rồi. Ủa mà tôi làm cái bị cái tội gì? Tôi đâu có giết người cướp của nào rồi bắt tôi? Nè, bà không cần nói nhiều, bà đứng yên đi. Những lời khai của bà sẽ là bằng chứng trước xã. Đâu đây? Trời ơi, tao nói đạp nguyên một đống ấy luôn à. Mèn ơi, hèn gì đứng trên người tưởng dáng đứng của xã ai già dáng đứng đạp bạn. Này coi mày. Trời ơi, mày chùi gì á mày? Dính tay đi chùi đại. Trời đất ơi, hết chỗ này rồi dính chỗ kia trời ơi. Mày dạ. Đi ra. Trời ơi. Bà đứng yên tại trận. Bay. Dạ. Vui. Dạ thưa xã, cô không biết cô đứng đâu tại chỗ nào cũng bất hồ. Mày bây giờ mày nghe tao nè. Dạ. Đứng đâu đứng y chỗ đó. Dạ. Đừng có di chuyển rồi trây trét ra. Cái mùi này nãy giờ nó xông lên tao muốn nín thở rồi nè. Dạ. Mày làm việc với hai cái con mắm này đi. Tội nặng lắm. Nè 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 nè. Ủa tội gì? Tụi tôi tội gì mà làm cái gì mà kêu tôi làm mắm này mắm nọ. Có tên có tuổi đàng hoàng chứ. Trời đất ơi. Bà hỏi bà tội gì hả bà? Tội gì? Người coi đi. Ô nhiễm môi trường. Thấy không? Trời ơi cái này là con vật nó ấy đâu phải tụi con ấy đâu mà giờ kêu tụi con ô nhiễm môi trường. Đừng lấn chiếm đất cầm phải không? Để con xử cái vụ này qua. Bây giờ tới phần trách nhiệm của con rồi. Mời Quang bước ra đằng sau. Thôi Quang đứng đó đi. Quang bước Quang đá văng lung tung nó mệt lắm. Để con động. Hết nổi rồi. Tất cả. Cái gì? Để con quạt cho Quang nữa. Quang ơi. Quạt cái... mày ơi. Trời đất ơi mày hất ở dưới lên để cho chết tao hả? Trời đất ơi. Quang ơi. Cho nó chắc cú. Trước cái chỗ dân làng Quang đừng có kẹp cái này không được Quang. Rồi. Trời nói chuyện với mấy người nè. Đó. Hay quá Quang. Sáng tạo quá. Ủa sao tự nhiên bịch bùng như là Ả Rập Xê Út vậy? Trời ơi mấy người thử quen mấy mùi này rồi. Còn tôi hương chết hậu trời tôi làm gì tôi thử được mấy mùi này. Tôi không có chịu nổi hiểu chưa? Trời. Dạ. Dạ thưa Quang. Để con lựng tội mấy đứa này. Chưa gì mà nó già mồm nó nhảy vào trong họng mình không à. Dạ thưa Quang để con đọc. Phụng Thiên thừa giận. Quá. Dạ Phụng Thiên thừa giận. Phải gỡ cái này ra tôi. Thì Phụng Thiên thừa giận. Dạ không có con đọc lâu. Cái này chiếu chỉ của triều đình hả mày? À, đây 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 rồi Quang. Để con xin phép đọc lại. Xuân hạ thu đông. Trời ban. Mày báo thời tiết ở đây hả? Trời ban ngũ cốc. Mày đánh trong thế hả? Lộn văn. À đây đây rồi đây rồi. Con đọc đó Quang. Quang quang thư cu. Tại Hà Tri Châu. Hiểu. Mày dắt nguyên đám mày vô lầu xanh chơi bời đâu hả mày? Thì đâu có đâu. Chứ cái vụ gì mà có yếu điệu. Hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái vụ này cái đơn ly dị. Trời ơi,
đơn ly dị mà mày cũng đem ra đây nữa. Vậy thôi Quang nói luôn đi chứ nãy giờ không nhịp. Dạ. Mày đừng có nói với tao hầu tối này mày trốn vợ mày, mày vô lầu xanh mày ngủ ở trọng. Mà tao vô bản mặt mày tao biết mày ngủ với ai nè. Ngủ với ai vậy Quang? Mày ngủ với con Hường phải không? Trời ơi! Rồi con Hường nó quánh má hồng mày nè. Cái vụ này tao quen lắm nha mày. Trời Quang ơi tha mạng nha, không có tự giờ tối qua con lỡ dạy. Nó mời con vô con khám nó không con khám cái chỗ đó coi thuế má nó đủ không. Dạ nhưng mà cái vụ tội bên này nó đang nặng lắm quan xử tội cho nó đi Quang. Tội lấn chiếm đất công gây ô nhiễm môi trường ha. Tội này là nặng lắm tụi bay cầm đầu hai con má này. Phản đối vô hiệu. Sao vô hiệu? Ủa mấy ông nói đây là cái đất gì? Đây là cái đất công hả? Không hề nghe. Cái miếng đất này là miếng đất là nhà quan chết chủ. Đất quan chết chủ hồi nào tới giờ có ai vào đây gọi là đất của họ đâu. Cho nên á là tôi cho heo của tôi nó vô đây nó ấy. Mà nó ấy là nó ấy cái chỗ đất quan này chứ không phải là đất công. Khi nào nó ấy trong nhà của quan á thì quan mới phạt của tôi. Lộ gì? Chứ là chưa bao giờ có cái luật nào mà cấm heo ỉ hết á. Nè, tụi mày không hiểu hả? Đất này là đất công thuộc dạng triều đình quản lý. Mà triều đình đâu có ở đây, có chỉ có tụi tao ở đây thôi. Tụi tao thừa lệnh của triều đình bắt tại trận tụi bay cho heo lên nó ỉ vô trong đất công. Vậy là bay phạm tội ỉ trong đất công. Quang nói đại đi, thúi quá Quang ơi. Ủa mình này ưa hả? Vậy cứ tao hỏi Quang nè, vợ của Quang đem chó ra ngoài này ỉ được, rồi con của Quang đem gà vịt ra ngoài này ỉ được, tại sao Quang không phạt? Mà hà cớ gì Quang phạt tụi tôi là sao chứ? Quang ơi Quang, cho Quang con ý kiến nè Quang. Mấy cái cục này là ấy là của tụi con thiệt, của con heo của tụi con thiệt. Còn Quang nhìn đi, riêng cái cục này cũng đảm bảo của gia đình nhà Quang nè. Trời ơi, tao nói nó bự, nó dài thòn lòn, bự chả bá lửa à. Này là của con bò nhà Quang đó. Rồi nó ra đây nó ấy thu quắc luôn à. Bây giờ không có nói nhiều. Dạ. Tan chứng rành rành là phải không mày Vui? Dạ đúng rồi. Nộp phạt. Nộp phạt mấy chú. Nộp phạt. Ủa rồi nộp nhiêu? Nộp nhiêu vậy? Mỗi người 200 quan. Trời ơi. Tiền đó mà tôi nộp phạt quan như vậy chứ. Hai quan còn có lấy đâu mà 200 quan. Phản đối. Cái gì? Mấy người muốn manh động ở đây hả? Quan, bây giờ mình cái tội này là cái tội phản đối, cái tội ấy bây giờ mình xử heo đi Quan. Đúng. Bây giờ nếu mà không có đóng tiền nộp phạt á, thì mỗi người nằm xuống đây. Đúng rồi. Cho hai thằng lính vệ nè. Nó đè, nó quýnh mỗi người 600 heo. Cái gì vậy? Ôi mẹ ơi. Phản đối. Mày quýnh đi. Phản đối. Phạt. Để tao qua tao coi lại coi. Dạ. Có chân đạp. Thằng ơi. Nè. Có tiền nộp phạt không? Không. Không có tiền nộp phạt á. Ha. Thì chịu 600 heo. Mày 600 heo. 600 heo hay là tiền nộp phạt? Không. 600 quan. Không. Quýnh cho tao tụi bay. Quýnh. Tao thấy tụi bay quýnh bả mà tao hết nghe thúi luôn á. Con mắm xanh lè này, tụi nó quýnh bà nhẹ hiu à, mà bà làm quá. Bây giờ tới tôi quýnh nè, chịu nổi 10 heo không? Tổ bà không có tiền nữa bạc. Ý đúng rồi. Thôi tao quýnh này ha. Quýnh này Quang. Trời ơi. Nào phạt đi bà ép ơi đau quá. Ê bà sao kỳ vậy bà? Tất cả im lặng nghe Quang phán. Dạ. Nè,
bây giờ tụi bay nộp phạt phải không? Dạ. Được, tụi bay không bao giờ mà chịu nổi những cái đòn rồi mà tụi tao đưa ra đâu. Bây giờ bắt được tụi bay tại trận, tụi bay làm ô nhiễm môi trường, làm trên cái miếng đất công này nó không còn nhìn ra công nữa. Ha? Hai đứa tụi bay phải nộp phạt 100 quan. Ủa tao cho tiền đâu? Tiền đâu? Có mấy cục gì mà lấy 100 quan là tiền đâu mà trả mấy cái vụ này đây? Y như luật định chứ tiền đâu mà trả gì? Ủa? Nhưng mà luật đưa ra mà tụi tôi không có tiền trả thì làm sao? Ừ. Quan ơi. Thì giờ mình vậy mình... vậy là nó hở luật rồi đó quan. Hở luật giờ mình tính sao? Hở luật hả? Dạ. Giờ tính sao đây? Bây giờ mình sửa luật đi. Sửa sao? Thì sửa được chứ bộ. Y nó nói mình vừa làm vừa sửa được không quan? Ừ. Được mày. Chuyện lớn còn sửa được mà chuyện này nhỏ xíu có gì đâu. Sửa luật đâu có ăn nhậm gì đâu. Ừ. Nó là chữ thôi phải không? Bôi vài hàng ăn được vài đồng xứng lấy màu. À, mình sửa lại cái đâu có ăn nhậm gì. Ờ, dạ đúng rồi. Vậy giờ quan. Bây giờ tao sửa nè. Thấy chưa. Quan dễ chịu quá. Tụi bay không có khả năng nộp phạt thì phải chịu nhục hình. Dạ. Nằm xuống đây tao quýnh tiếp. Cứ bây giờ vậy nè. 100 quan. Thấy không? Thì 20 quan á quy đổi thành 10 heo. À. Người thiếu 100 quan tức là 50 heo. Không có tiền thì đè ra quất tiếp. Ôi phản đối nên y luật. Chuyện gì xảy ra? Dít con heo ấy qua bên chỗ đất của tôi hả? Để đổ thừa tôi hả? Bà rảnh ghê. Cái cục này của bà thì bà mang về bà hưởng thì tự nhiên bà kêu qua bà đưa cho tôi là sao bà? Trời ơi, tao nói cho vô ổng đi. Bà sung sướng đó. Nằm giữa đống vàng, ổng nằm giữa đống ấy mà ổng ngủ được hay thiệt á. Ê, bắt được tại trận ha không? Hai con mẹ đến chơi dít túi cầu phân hả? Giỡn mặt hả? Nè, nộp phạt bữa còn chưa tởn, bữa nay còn cái trò dơ dế này phải không? Dạ, thưa xã. Dạ thật sự ra là heo của con ép nè. Dạ, nó cứ ấy ra ngoài cái chỗ đất này hoài. Cho nên nó hôm nay con ra đây con thấy con tức quá. Con mới la nó. Con nói tại sao xã nó biểu là đừng có cho heo ấy mà tại sao ấy hoài. Con tức quá con dít hoài vậy đó hoài. Ê, bà nuôi. Bà đừng có mà vu khống nghe chưa. Dạ. Bà nghĩ sao vậy? Tôi từ ngày mà tôi bị phạt 100 quan là tôi đã muốn chết rồi. Bà nghĩ sao mà tôi cho heo ra ấy đây được? Tôi nhốt heo trong chuồng nhà tôi rồi. Heo tôi nó không có ra đây ấy. Heo này là heo của bà. Quan, con... Nên! Lính lệ, tao sai mày canh rồi mày thấy heo của con nào qua đây ấy. Có phải heo của tôi không? Tôi không có biết heo nào mà thấy hai bà, nghe hai bà dứt cái này vô người tôi nè. Trời ơi, anh lính lệ ơi, anh ngủ say, anh không có biết gì hết trơn á. Anh giao mày rồi mày ra mày nằm mày ngủ hả mày? Hả? Dạ thôi bây giờ xã bây giờ con nói nghe là cái chuyện này con oan ức lắm xã ha. Xã phải làm cho ra lẽ cho con, hôm nay xã phải xử cho ra lẽ. Heo của bà ấy mà cứ một hai đổ thừa con hoài. Nếu mà xã mà xử cho công bằng hả, con sẽ làm cho con sẽ bán con heo rồi con sẽ bỏ ra 20 quan để là con tài trợ quỹ học bổng cho bên xã mình á. Được rồi. Bán heo, tài trợ quỹ học bổng nữa hả? Dạ. Nhiều quan? 20 quan. 20 quan. Dạ. Được. Xử cho công bằng. Được, tao ghi nhận. Lính lệ. Dạ. Mày hành lạc cho tao. Dạ. Trời là tại gì? Quên, hành luật. Mày lãnh chứng cái vụ luật này đó. Dạ, con làm chứng. Quan ơi, con nói quan. Quan là người công minh, gương mặt quan lúc nào cũng sáng rực rỡ như dần thái dương vậy đó. Trời ơi, cái gì mà quan vừa nghe bà này ủng hộ gì mà tài trợ 20 quan, cái quan hành lạc liền là sao vậy?
Bây giờ nè con nè, con ủng hộ tài trợ cho học sinh nghèo sau khi bán heo sau là con 30 quan. Dạ, con tài trợ cho người già 40 quan. Còn 50 quan. Còn 60 quan. 70 quan. 80 quan vàng heo luôn, chơi luôn. Rồi 100 quan. Thôi mày vậy y chang nó đóng tiền phạt vậy trời. Bây giờ mấy người không có chịu, mấy cái đống đó là của ai hết trơn trời phải không? Không phải của con. Không phải của con. Hai người không chịu phải không? Dạ, dạ. Được rồi, nuôi mày không có lợi gì trơn trời. Kêu mày canh mà mày còn làm gì ha. Được rồi, bay đâu? Cho đòi quan pháp y vô đây. Mời quan. Trời, pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Quan gọi em. Mày là pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Kể từ ngày về đầu quân cho quan, con đã vừa mài kinh sự, và sáng hôm nay con chính thức có bằng pháp y. Được. Xin quan hãy cho con thể hiện khả năng của mình. Được. Đến đây. Dạ. Xe ra. Trời ơi, pháp y này nhìn cũng sang trọng ha. Mày nhìn cái đống này. Dạ. Rồi mày phân tích mổ xẻ, mày coi coi cái đống này ai là chủ nhân của nó. Dạ, tuân lệnh quan. Trời, pháp y nhìn sang quá mà chỉ suốt ngày đi coi ấy, xét nghiệm ấy, coi là cái ấy này của ai ha. Cái này nữa nè. Dạ thưa quan, con phát hiện có mùi khoai lang Dương Ngọc. Trời ơi mèn ơi, mùi khoai lang Dương Ngọc luôn của nhà ăn mẹ này nè. Mấy ăn khoai lang riết mà người mấy xanh như củ khoai lang luôn nè. Dạ. Bà. Dạ. Bà là chủ nhân của cái đống này phải không? Dạ không. Vậy nhiều khi con heo của nhà bà này nè qua là càng quét cái rẫy khoai lang nhà con, nhiều khi là heo ba khoai lang làm sao chứ. Khoai khoai ơi. Cho bà nuôi, bà nuôi. Sao bà cứ vu khống tôi hoài vậy bà nuôi? Còn gì nữa? Quang ơi. Hả? Con phát hiện thấy có xác mít nữa Quang. Dạ, nhà bà nuôi trồng cây mít. Bà rảnh quá, con heo nhà bà nó mê cây mít, nhà tôi ngày nào nó cũng lội bộ qua, nó ăn một mớ mít xong nó về đó. Rồi nó ấy một mớ mít ra là của bà đó. Nuôi đó heo nhà bà đó. Heo nhà bà. Heo của bà. Heo của bà. Heo của bà. Mày lẹ lên, của ai? Đừng nói lát của tao luôn đi à. Dạ thưa Quang, bây giờ muốn biết kết quả chính xác thì Quang phải cho con đem cái này về thư phòng. Chị, để con tái chế lại, con mới biết chính xác là của ai. Mày ngu quá, ở đây thử chưa đã, đem về phòng mày thử mày. Thôi kệ, người ta đi đó là cái nghiệp của người ta. Từ nhỏ ta sanh ra là ta đã thích thử cái mùi ấy rồi. Dạ thưa Quang, con xin Quang hãy ban cho con cái đống này để con về nhà con nghiên cứu à. Được. Mang về quá. Đi, ông mang mấy đống là sẽ được. Dạ. Bây giờ chưa biết ai là chủ nhân của cái đống này. Lên lại. Dạ. Ngửa cái nón ra. Tao hốt sạch cái này, đem về thư phòng để mà tìm ra ai là người gây ra cái sự ô nhiễm này. Dạ lớn, chuyện lớn Quang ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ý chỉ của Thánh Thượng tới. Chuyện gì? Quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống. Phụng Thiên thừa dẫn, Hoàng đế chiêu giết. Bấy lâu nay ta xét thấy xã Quang Đàn là dùng trùng hợp chuyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Này, ta quyết định xây dựng cho xã một trụ sở kinh tài chăm lo thu thuế. Cho nên ta đã quyết định chọn bãi đất trống tại làng này mà xây dựng. Để đảm bảo tính công bằng, ta sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho ai là chủ sở hữu của nó. Khâm thử. Khâm thử. Không tôn trọng giấc ngủ của xã gì hết trơn chậu vậy. Trời ơi, cái heo của con tự nhiên sáng ra vậy là chết. Không biết sao heo của con chết ngắt hết trơn mà Quang ơi. Heo của con nó cũng chết hết rồi Quang ơi. Nào, heo nào chết? Dạ heo của tôi chết. Heo mày bị sao chết? Không hiểu nữa, tự nhiên sao ra cái chuồng heo con nào cũng thấy trợn tròng trắng mắt là chết hết rồi. Trời ơi, heo mày. Dạ. Mà trời ơi, nó nằm lật ngửa là nó dơ bốn cái chân lên trên trời, nó chết cứng ngắc luôn à. Tội nghiệp quá. Dạ.
thôi tụi bay đừng có buồn, mai mốt người ta sẽ đền cho tụi bay đứa con heo con để làm giống nuôi lại. Dạ cảm ơn Quang. Quang ơi, giấc ngủ của Quang được hẳn phải không Quang? Tại sao ở nhà Quang không ngủ mà Quang ra ngoài này Quang ngủ vậy? Ở ngoài kia ở nhà không có mùi, không quen mùi, không ra. Ủa mùi gì trời? Mùi ấy. Ủa sao tự nhiên ở đây phân heo quá trời vậy? Mà ấy của mình chết hết rồi, heo của mình chết rồi thì sao ra cái ấy nữa? Ủa mà sao heo tôi chết hết trơn mà tự nhiên ấy ở đây cả đống luôn vậy? Sao nhiều quá vậy? Ấy của ai vậy? Ủa mà sao ấy ai mà nhiều quá vậy? Chẳng lẽ Quang có ngủ đây có một buổi mà Quang ấy được đống vậy luôn hả? Không! Cái này súc vật người ta làm chứ con người ai ra đây được? Súc vật ở đây là con gì? Mày đứng này mày! Nết! Vậy thôi chưa phát đi ra coi cái ấy này là của ai? Cái ấy này là của heo nó ấy. Mà heo ấy này là heo nào? Heo của ai? Heo con chết rồi, heo bà nuôi cũng chết hết rồi. Toàn bộ cái chỗ ấy này là của heo tao. Ủa hồi nào giờ nhà của ông đâu có nuôi heo đâu. Nhà của ông có nuôi dê với lại nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó thôi mà. Ai nói mày là nhà tao không có nuôi heo? Cả cái huyện này, cả cái phủ này, cả cái xã này biết tao nuôi heo. Heo của nhà tao nó tới mấy ngàn con. Ngày nào tao cũng dắt heo ra đây ăn ở. Heo của tao nó ị ở đây, thậm chí heo của tao nó đẻ ở đây luôn nè. Nè, tao nói cho mày biết nè, mấy đứa này nè là mấy đứa chăn heo của tao nè. Ha, heo của tao ở đất này. Như vậy đất này là của tao. Đúng vậy. À, tôi biết rồi. Trời. Vậy là heo của tôi chết là do ông đầu độc phải không? Ông đầu độc cho heo của tôi chết để ông chiếm miếng đất này đúng không? Mày câm miệng lại, không có bằng cớ tao cho tụi bay đi tù một gông nghe chưa? Mày liệu hồn nữa đó. Bây giờ đi, tao biến đất này, mấy cái cục này của ai? Của mấy con heo nhà tao. Nhìn nó thấy thương quá. Ai 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 ai, nhờ những cái cục này của mấy con heo đó ỉ mà mình được triều đình đền bù đất cho mình. Cảm ơn tụi bay, cảm ơn mấy con heo. Ôi